Dạ rồi, em mời chị. Để mà kéo cái bàn này qua đây chút xíu nhỉ. À, lời đầu tiên thì Thành Nguyên mến chào chị đã đến với chương trình của Thành Nguyên. Em nghĩ rằng là chắc là chị phải cầm cái micro dùng lên cho dùng em nhá. Đây đây đây, đó chị cầm xa xa xíu, xa xa xíu. Đó, đúng này. Thấp thấp xuống xíu, đúng này. Lời đầu tiên thì chị giới thiệu cho em chút xíu nào, là ngày hôm nay chị đến từ đâu và chị đi cùng với ai? Chị đi một mình. Chị đi một mình hả? Dạ, là chị tới từ đâu chị ha? Chị ở Sóc Trăng, huyện Cù Lao Dung. À, ở Sóc Trăng. Dạ, khoan. Chị hạ xuống đây. À, đúng rồi, chị cầm vậy ha. Từ Sóc Trăng mà đi về Cần Thơ đây là khoảng mất bao nhiêu thời gian chị? Cù Lao Dung qua những cái kẹt phà đó mình không có quyết định được đó. Những cái phà đợi có tiếng ngoài 2 tiếng đồng hồ lắm. Vậy là chị đi lúc mấy giờ? Chị đi hồi sáng là chị đi khoảng 4 giờ á. 4 giờ sáng đi. Dạ. Mà tới đây là mấy giờ chị? Tới đây hồi nãy khoảng gần 8 giờ thôi, chị điện cho em. Gần 8 giờ. À. Chị điện cho em không biết mấy giờ đó. Dạ. À, vâng. Thì không biết là trên cái quãng đường đi như vậy thì có lo lắng hồi hộp gì không chị? Thì cũng hồi hộp. Hồi hộp. Dạ. Vâng. Trước tiên thì chị giới thiệu họ tên đầy đủ cho em chút xíu này. Tuổi và công việc chính của chị là bây giờ đang làm gì ha? Nguyễn Thị Hoa. Dạ. Cù Lao Dung, Sóc Trăng. À, Cù Lao Dung, Sóc Trăng. Nghề nghiệp là buôn bán trái cây. À, buôn bán trái cây. À, có vựa tại nhà. À, vậy ha, có vựa trái cây tại nhà luôn. Có vựa trái cây tại nhà. Dạ. Chị Hoa năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, 55. 55. Thế rồi công việc vựa trái cây ở nhà thì mỗi mình chị làm hay là có ai phụ thêm cho chị không? Cũng như là ở nhà thì một mình anh mình quản lý, còn như mà lái người ta có đặt ở vườn á thì mình phải đi phải có thêm một người, hai người gì nữa. Người ta phụ mình á, chứ một mình anh mình làm không sẽ đâu. Dạ. Vậy là công việc chính của mình là vựa trái cây và bán trái cây. Dạ, cái thu nhập thì như thế nào chị chia sẻ cho em tí nào? Nói chung mình cũng ổn chứ cũng không có đến đổi gì quá. Tại vì theo mình giao nhiều giao ít thôi. Dạ. Nhưng mà công việc đó nó có đều không chị hay là nó cũng theo thời vụ? Nó cũng theo thời vụ em ơi. Tại vì lúc kia thì người ta lái nó đặt mình cái hàng đó. Thì mình đi kiếm cái mùa nghịch thì nó ít một chút. Còn lúc nào mùa thuận thì nó sẽ nhiều. À, vậy ha. Dạ. Mà thường thì chị không ngồi bán lẻ đâu, chị giao cho lái ở vùng ngoài Thủ Đức đồ gì đó. Dạ. Mấy cái lái lớn lớn xe tải ta xuống tay chở thôi à. Dạ. Rồi bây giờ chị Hoa nói sơ qua cho em chút xíu về tình trạng hôn nhân của chị Hoa nào. Nói chung chị với ông xã chị là nói chung là ly dị khoảng mười mấy năm nay rồi. Khoảng 14-15 năm nay rồi. Dạ. À, chị thì năm đứa nhỏ, năm đứa con. Dạ. Mà bây giờ có gia đình xong hết rồi, nó ở riêng tư nó hết rồi. Là năm người con là có gia đình hết rồi. Ba thằng rể, hai con dâu. Yeah. Là hai con dâu nhỏ. Ba thằng rể lớn. Mà ở Đài Loan là hai thằng rể rồi. Có hai rể ở Đài Loan. Ở Đài Loan hai rể. Yeah. Còn ở Tiền Giang thì một thằng rể với hai con dâu. Tiền Giang là có ba người về đó. Là một con dâu thì ở ngay chỗ khu công nghiệp Tân Hương á, gần đó. Còn một con dâu út là cưới vợ tới Gò Công là. Rồi có hay về thăm mẹ không? Cũng lâu lâu mới về thôi, lâu tại lâu nó vậy? Ở riêng tư hết chứ nó cũng lo làm chủ nhật thứ bảy rồi tụi nó mới về thôi. Thế bây giờ là chị ở mình? Một mình. Vậy thì dù cũng chị buồn đâu, ha. Chị đóng cửa. Dạ. Mà nhầm khi cảm thấy tối chị đi vậy á, tới về tới 9, 10 giờ vậy đó. Rồi cái phía 3, 4 giờ em khi có chuyến cái chị đi nữa rồi. Còn có bữa mà người lái nó không có đặt á thì chị ở nhà. Nói chung là đi bất chừng lắm em. Cái chuyện công việc của chị á. Nhầm khi đi theo nước nè. Nước lớn á mình lòi đồ ra mới được. À vậy hả? Còn có lúc thì có chỗ á thì mình lòi đi bằng xe ba gác được. Còn có lúc thì trong vườn ta chở ra mình phải đi bằng vỏ lãi thì theo nước. Nói chung cũng cực lắm. Mà điều hồi xưa thì nó cực nhiều chứ bây giờ thì nó đỡ hơn, nó ổn hơn rồi. Bây giờ tại vì dạng như có điện thoại với có lái đồ nhiều, hồi xưa thì không có. Bây giờ các cái phương tiện truyền thông cũng như là các cái máy móc này kia nó hỗ trợ cho mình nó cũng khỏe ha chị ha. Ví dụ như chị ở dưới nhà mà lái nó điện đặt cho chị thì chị điện lên lái trên này. Chị nói kiếm bữa cho chị chừng 3 tấn, 4 tấn gì đó thì ở trên này lái người ta kiếm cho mình thôi.
rồi giao ngày nào vậy đó, tại mình mà ăn cũng có uy tín á. Dạ. À, theo như chia sẻ của chị thì em thấy công việc của chị cũng khá là ổn định và thu nhập cũng đều đều. Dạ. Thì nói chung sống một mình mà bây giờ nói chung là chị cũng cần kiếm một người, chị nói với em gì luôn, cần kiếm một người ví dụ như biết tính toán mà ăn với chị đó là nói chung là chỉ với cái người đó sống thôi. Chứ còn cái thì nói chung nó đã ổn định hết rồi, chị nói gì với em. Còn cái chuyện vật chất á, thì nữa từ từ tự tìm hiểu đi chứ bây giờ chị cũng chẳng nói là bây giờ mình có tiền hay hoặc không, chị không có nói được. Thì cái đó là tự tìm hiểu thôi. Mà chị cần cái là cái người đó là phải có thật tình với chị hay là không thôi. Tại vì chị nghĩ đổ một lần là nó một lần nó khổ á, bởi vì mới ở tới như vậy. À, không biết là khi em chị Hoa đến đây với chương trình của em thì các con của chị và người thân có ai biết và ủng hộ không? Không, con chỉ là đồng ý ạ. Yêu cầu mẹ vui là được. À vậy ha. À, đúng rồi. Tại vì bây giờ nó ở riêng, nó đâu có lo cho mình được đâu, thì phải buộc lòng nó phải lên tiếng. Đúng rồi. Thì nói chung là ai ta muốn nhắm vô chị thì nói chung người ta nhiều cái ta cũng ngại con cái mình. Hồi xưa thì nói chung con cái thì nó cũng chưa có vợ thì người ta ngại là ngại con trai. Thì giờ nó cũng có gia đình rồi, nó ở riêng hết rồi. Đúng rồi. Tại vì bên vợ nó không có ai, con đông thì buộc lòng nó phải về chảnh nó ở thôi. Với lại là con đông nhưng mà lập gia đình hết rồi thì cũng đâu có vướng bận gì về con cái nữa đâu. Nói chung không có ai, nhiều khi cảm thấy ở nhà. Mà theo tuổi nhà chị thì nói chung ở đằng trước lộ mà người ta kêu chị chẳng có nghe, thì chị ở sao là không nghe đó. Rồi ví dụ như ta cần cái gì thì người ta điện thoại thôi. Rồi thế thì ngày hôm nay chị Hoa tới với chương trình của Thành Nguyên thì không biết là trước đó chị có hay xem chương trình của em không? Có, chị xem tới xem luôn. Xem tới xem luôn hả? Chị mới điện cho em. Thì không biết là chị Hoa có một cái nhận xét gì về chương trình của em nào? Chị Hoa cho cái mic thấp xuống xíu nha. Đó, đúng rồi. Chị thấy cái chương trình của em thì nó có cái ý nghĩa như là kết nối những cái người cô đơn này, cái nọ, đem cái hạnh phúc lên cho người ta vậy đó. Thì chị thấy cái đó, điều đó là cái điều đó tốt. Ví dụ như bây giờ ở ngoài thì nó cũng có người thiếu gì, người có cái là mình không có phải là mình tin người ta ở ngoài hay là không, mình cái đó mình không dám. Còn thí dụ đến với chương trình của em thì em phải xác định cho kỹ. Thì giống như là em mới dám kết đôi lại. Bởi vì cái chương trình của em á, cái khi mà các anh các chị tới thì các anh các chị bắt buộc phải nói lên những cái góc khuất trong hôn nhân gia đình, cũng như là những cái tâm tư, những tình cảm của mình. Và ít nhiều gì thì cái hình ảnh của các anh các chị phủ sóng lên đây nó cũng đã nói lên một cái phần nào cái tính cách của mình. Chứ ở ngoài đường hay là mình kết giao với một ai đó mà qua điện thoại đó thì cái sự rủi ro của nó rất là nhiều. Mà mình để kiểm chứng thì nó cũng hơi khó. Còn khi lên chương trình của em mà ai mà muốn nói xào xào cũng khó, bởi vì hàng xóm láng giềng bà con này kia anh em ai cũng biết thì trước sau gì nó cũng lòi ra. Cho nên là những người mà có một cái ý gì đó mà nó khuất tất á thì chắc chắn người ta sẽ không tìm đến cái chương trình của tụi em. Đó là một cái điều chắc chắn, bởi vì lên đây người ta sẽ không thể nào chia sẻ những cái điều đó được. Cho nên nói tụi chung em... chị thì cũng bạn bè nhiều lắm, mà chị cũng như chị thấy vậy chứ chị cũng sợ nữa, nhằm khi những cái người ta trẻ tuổi hơn nữa hỏi nó đến với mình là nó đến vì cái gì. Đúng rồi. Thì nó đến vì cái vật chất thôi chứ chắc gì mình nghèo nó đến với mình đâu. Không, nghe chị nói thiệt. Dạ đúng rồi, cái đó là thực tế chị. Còn cái chuyện sống ở đời nó đâu có cần thiết đâu. Yêu cầu nó được cái mục đích của nó là được rồi. Nói chung là vậy. Còn chị thì chị đến đây với em, chương trình của em vậy đó, mà chị không có cần là cái người đó nhỏ tuổi hơn chị, bằng tuổi chị hay hoặc lớn hơn. Mà phải cho nó tánh tình, để cho nó chững chạc một tí. Là ngày hôm nay chị Hoa đến với chương trình của Thành Nguyên là chị muốn tìm một ý trung nhân là bằng hoặc là lớn hơn tuổi chị, và phải đứng đắn và phải chững chạc, có nghĩa là nó phải ngủ đừng này phải ra dáng đàn ông, đúng không? Chứ đừng có và không có dính vào những cái tệ nạn ha, rượu chè, thuốc thang, cờ bạc này kia chị ha. Nói chung mình thì không có phải là mình con người cao sang không hoặc cái gì. Cái chuyện đó thì mình không có quan tâm mấy cái chuyện đó, mà đều có cái là chỉ cần tánh tình thôi. Tánh tình thiệt tình, rồi nói chung là cái cách ăn nói chuyện, tại vì mình còn con mình nữa. Rồi còn khi cũng phải đối diện với su gia. Rồi ghẻ nữa, tại vì con chị nó đã lớn hết rồi. Thằng Út chị là năm nay nó 26 tuổi rồi đó. Con gái lớn là 36 rồi. Vâng.
nó đã lớn hết rồi. Bởi chị sợ lắm cái kiểu cách ăn nói, như thí dụ như chị ở trong gia đình cũng vậy, chị nói chuyện rồi này kia nọ chị cũng sợ, thí dụ như nói chuyện mà lỡ có sơ hở gì ghẻ mình nó coi mình ra gì. Chị sợ là sợ như vậy thôi. Vâng vâng. Thì sau ngày hôm nay em sẽ gửi những thông điệp của chị, những cái tâm tư, những cái tình cảm và những cái chia sẻ của thật lòng của chị tới cho các anh. Vì anh nào mà có những cái tiêu chí như chị mong muốn vậy đó thì có thể tìm gặp đến Thành Nguyên. Thành Nguyên sẽ làm cái nhịp cầu nối cho các anh các chị thôi. Dạ. Thì sau khi mà các anh mà muốn kết nối với chị Hoa thì các anh sẽ đến gặp Thành Nguyên. Rồi Thành Nguyên sẽ phỏng vấn các anh. Rồi các anh muốn bày tỏ như thế nào với chị Hoa, những cái tiêu chí mà mình đưa ra thấy nó phù hợp thì chị Hoa muốn kết nối thì em sẽ cho số và hai bên liên lạc với nhau. Với chị nói với cho em vậy luôn. Dạ. Thí dụ như chị cũng có nhà, rồi bên kia người ta cũng có gia đình. Thì thí dụ bên nào mần ăn thì cứ chạy qua chạy lại mần thôi, chứ chị cũng không bắt buộc. Đi tại vì bây giờ mình mần nhiều thì chỉ có hai đứa mình sống thôi. Chứ đâu có ai đâu mà mình đâu có lo với ai. Dạ. Thì bây giờ là em lấy một cái trường hợp như thế này. Ví dụ như là anh đó, anh rất là thật lòng, anh rất là thương chị. Nhưng mà cái điều kiện kinh tế của anh đó không có nhiều. Thì chị, anh ấy muốn về làm cùng với chị, ở cùng với chị thì có được không? Cũng được mà đều cái là phải là tánh tình mới được. Nói chung là cái tính tình về cái đạo đức là nó phải đặt lên hàng đầu ha chị ha. Nó phải đi đầu mới được. Tại vì chị đã mất một lần rồi. Chị không có, bây giờ nói chung là chị không có thể nào mà chị tả được cái chuyện hôn nhân của chị không dám tả em à. Nói chung là cảm thấy là chị sợ á. Chứ chị không dám tả nổi. Và mất một lần rồi bây giờ thấy sợ ha. Không sợ. Không, người ta vẫn sợ đó. Người ta cũng đã có gãy đổ mà cái chuyện của người ta thì nó khác hơn mình. Cái chuyện của mình hầu như là nó trong xã hội này hầu như là nó sẽ ít lắm, nó không bao giờ nó có. Mà hồi xưa là mình nghĩ sao mình dại quá à, mình cứ sợ cha mẹ mình đồ thường không à, mình không có nên mà suy nghĩ tùm lum hết. Đó, nó như vậy. Chị nói cho em nghe hiểu vậy. Vâng, mà chị không dám kể mấy những cái chuyện nó ra. Dạ thôi thì nói chung là dù sao nữa, cũng là tìm hiểu anh đi. Dạ đúng rồi. Ví dụ như anh kia mà có thương chị mà chị có để ý cái người kia thì tự hai người tìm hiểu anh. Đúng rồi. Cái chuyện đó. Thì sau khi mà cái người đàn ông đó muốn kết nối với chị đó thì em sẽ cho số và hai bên liên lạc với nhau. Hai bên liên lạc với nhau mà thấy hợp thì mình tiến tới, còn không hợp thì thôi, chứ không có ai bắt buộc. Dạ vậy thôi. Dạ, chứ không phải là nhất là khi mà người ta ưng chị hay là chị ưng người ta rồi là bắt buộc hai người phải đến với nhau. Chị, cái đó phải tìm ơi, hiểu cái đã. Chị nói cho em nghe vậy, hồi lúc mà chị với ông xã chị thôi nó khổ lắm, mần hồ. Nói chung là chị phụ nữ nha, cầm cuốc, cầm len, mần hồ luôn. Nói chung là đủ thứ á. Cái gì cũng có thể làm. Nói chung cái gì làm ra tiền mà có cái là chị không làm nha em. Chị nói với em vậy em hiểu rồi đó. Dù có vất vả cỡ nào đi nữa mình cũng phải gắng cố hai bàn tay mình thôi. Chứ còn có những cái chuyện là chị không bao giờ chị làm được. Mình không phải là nói con người mình đẹp đẽ hoặc cái gì, nói chung con người mình nó chỉ có một chút uy tín thôi em. Mình phải gắng giữ lấy chứ mình không có để đánh mất cái chuyện nó không đáng. Tại vì mình còn đôi tay mà mình cứ làm thôi. Còn cái chuyện thí dụ như đến tình cảm thì nói chung cái chuyện đó nó khó kiếm lắm em. Nói chung là vạn sự tùy duyên đấy chị. Đúng nhiều rồi. Khi không phải là chỉ tới đây với em là có một ý trung nhân ngay đâu. Nói chung đâu. Là nó còn tùy duyên lắm. Nhưng mà cũng không biết được là sau ngày hôm nay khi em đăng tải cái clip này là sẽ một hàng dài những cái danh sách mà các anh mình tới đây để kết nối với chị cũng không chừng. Nó là vậy. Vậy mừng ha. Dạ mừng. Vậy chắc là chị em mình hên lắm ha. Nói chung là chị về đi bán quen ngày vui vẻ, cái tính của chị nó là như vậy đó. Vậy là trong cái phần buôn bán của chị đó, và ngoài cái vườn trái cây ra thì chị cũng có hay đi nhập hàng ở những cái vùng lân cận đây không? Cũng có đi tùm lum hết đó, mà lái ta đặt cái gì thì cứ gọi mà. Nhưng mà có xe người ta đưa tới những cái chỗ đó hay là chị phải đưa đi? Không, bây giờ là xe nó tự nhận. Mình chỉ gom thôi. Hồi xưa là mình phải đem đi. Có nghĩa là mối là người ta sẽ qua mình. Nhưng mà rồi mình sẽ làm việc qua điện thoại rồi xe người ta sẽ đưa tới. Em vậy này ha. Rồi các em nói chị ơi bây giờ chị gom bữa cho em 2 tấn. Rồi bắt đầu chị gom rồi xong hết cái em điện xuống bây giờ ghi xe em xuống là bây giờ giao hàng, chị giao hàng cho em ở đâu thì chị nói ngay chỗ cái bến ở đây cũng được. Vậy ha. Nói vậy đó. Thế rồi những cái vừa trái cây của chị là bao gồm những cái mặt hàng gì hay là chỉ có một loại trái cây thôi? Không, có bưởi xoài, bưởi xoài, nói chung là các loại sầu riêng đủ hết. Có cái là chị không đi
đu đủ đồ sabo rồi mấy cái đồ đó, tại vì nó đi xa không được. Nhưng mà trường hợp như em mà muốn làm một cái đại lý để mà chị nhập cho em thì cũng có thể được đúng không? Được. Dạ. Rồi em thiếu nợ có được không? Được. Được luôn. Được luôn. À? Ủa, sao dễ vậy? Dễ hả? Tại vì không hiểu thì nó không có dễ thôi. Dạ, dạ. Thì hiểu rồi. Dạ, hiểu rồi thì dễ hơn ha. Chung là vậy đó. Dạ. Vâng, em thì em nói giỡn vậy thôi chứ mà em buôn bán thì em chịu đấy đó. Dạ. 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 Vâng, rồi cảm ơn những chia sẻ của chị Hoa rất là nhiều. Thì nói chung là những cái ý chính thì em cũng đã hỏi rồi à. Và những cái tâm tư, những tình cảm của chị thì chị cũng đã gửi gắm ở đây. Ừ. Thì việc còn lại thì mình chờ thôi. À, dạ thì nói chung mình chờ đi, còn mình dạ, cứ từ từ, dạ, từ từ, dạ, đi, dạ, cứ từ từ tìm hiểu anh. Dạ, đi dạ, dạ. Rồi thì cuối video thì không biết là chị Hoa có cái điều gì đó muốn nhắn nhủ tới cho các anh nói riêng cũng như là các cô chú anh chị đây nói chung một vài điều gì. Ủa, không nói sao? Nói thì sao? Muốn gửi gắm riêng cho các anh một cái tâm tư gì đó khi mà đến với chị. À, và cũng như là các cô chú các anh chị đã cũng như đến mình, xem mình một vài điều đi, nói, ừ. Các anh như mấy anh nào á mà cũng muốn kết duyên với chị á, yeah. Thì cũng như là tính tình cũng thiệt thà một tí thôi. Chỉ nhiều thôi chứ chị thiệt thà một tí đấy hả? Chỉ cần một tí thôi. Chị không biết nói gì đâu. Yeah. Dù buôn bán ở ngoài yeah. Thì chị biết thôi chứ còn yeah. Cái đó là chị không biết nói gì đâu. Dạ. Yeah. Nói chung là cái cốt lõi vẫn là cái bản chất ha chị ha. Dạ, cái tính tình ha. Thế còn ví dụ như là về kinh tế, về các cái điều kiện khác thì mình có thể khắc phục được. Dạ, theo thời gian thì mình khắc phục được. Nhưng mà nếu mà về bản chất mà không có tốt thì cái đó khó lắm. Đó là cái gốc. Cái nào cái gốc mà không có chị tốt thì chị nói thiệt với em ha, không bao giờ chị ấy đâu nghe. Hồi đó chị nói không phải chứ nước mắt chị mà đựng từ đó tới giờ không biết đựng bao nhiêu cái thùng mà nói. Mà bây giờ mà đảo lộn trở lại, ngược từ đầu mà trở ngược lại, nó là chị không chịu nổi. Dạ. Hồi xưa làm như mình nghĩ gì con thôi, mình cố thôi. Dạ. Chứ bây giờ mà một mình anh chị mà đảo lại là không bao giờ. Dạ. Chị làm nổi đâu em ơi. À, thật sự mà nói với chị Hoa đó thì cuộc đời của các chị em phụ nữ thiệt thòi rất là nhiều đường. Và cái chặng đường mà tìm ý trung nhân của mình đó nó cũng khá là khó khăn hơn là các anh. Dạ. Cho nên cái khi mà các chị đã gãy đổ một lần đó, thì đi đến chương trình của em để mà tìm một cái ý trung nhân thì thật sự ra là em biết là các chị đấu tranh tư tưởng cũng nhiều lắm. Cũng phải suy nghĩ tới, suy nghĩ là mình có nên đến đó hay là không. Rồi không có biết những cái duyên nợ của mình nó có bị rút mắt nữa hay không. Nói chung là phải suy nghĩ tới, suy nghĩ lui á. Chị suy nghĩ dữ lắm, chị mới bước lên tới trên này. Mà chị ngồi hồi nãy ngoài bà ngoại, chị cũng suy nghĩ lắm. Chị nói mình không có biết nên có đi vô ngay chỗ của em hay là không. Rồi không có biết nó như thế nào, chị cũng chẳng có hiểu. Tại vì hồi xưa thì mình cứ gặp trực tiếp thôi à. Chứ mình không có lên mình tìm như vậy. Thì chị, tại vì chị có gả con nước ngoài thì chị vẫn biết. Thì thường ấy nước ngoài thì người ta cũng vẫn giao thiệp như vậy, chẳng ai biết ai đâu. Thì cũng như làm mai hoặc cái gì đó thì người ta dẫn vô thì có thấy đồng ý thì cứ thương thôi vậy. Có duyên nợ thì thương thôi. Đó là kính thưa quý vị, thì sau khi mà Thánh Nguyên đăng tải cái video này lên thì Thánh Nguyên cũng rất là mong sẽ nhận được những cái phản hồi tích cực của tất cả các cô chú, các anh chị đang xem đây. Bởi vì quý vị cũng hiểu cho các anh, các chị đến kết nối với chương trình của Thánh Nguyên thì thực tế là không có ai mong muốn là mình bị cô đơn mà đi lên đây cả. Nên ai cũng mong muốn tìm cho mình được một cái bến đỗ, một cái bến dừng chân hạnh phúc và vui vẻ suốt cái quãng đời còn lại. Chứ nhiều khi thấy các cô chú, các anh chị lên cũng bị những cái phản ứng trái chiều đó. Thì em cũng thấy tội nghiệp cho các anh, các chị. Thực ra thì mình có thiếu thì mình mới đi tìm, chứ đâu có ai đang đầy đủ mà mình đi tìm thêm đâu. Chị nói cho em nghe về người ta, nó đâu phải giống người ta hết được. Thì giống như cái người tánh dày, người tánh khác. Đúng rồi. Mà chị á, thí dụ như bây giờ chị nói, thí dụ như mà chị á, có cái duyên với một cái anh nào bất cứ, thì nói chung là con em nó cũng nhẹ, con chị nó cũng nhẹ luôn. Tại nó thấy giống như mình ở nhà chị mình đi mà ngon. Thì nói chung chị từ hồi đó thì nói chung chị không có suy nghĩ, mà từ ngày mà chị cưới vợ cho con chị rồi nó sẽ có cái suy nghĩ. Tại vì nhầm khi lúc khi nó chị cũng có bệnh chứ không phải không có đâu. Đúng rồi. Có. Rồi bệnh hay tự kêu taxi xuống rồi tự đi luôn hả? Dạ. Mà những cái con mình. Những cái lúc đó thấy tủi thân ha chị ha.
ước gì có người đàn ông anh hả? Dạ, ước gì lúc đó có người đàn ông ở cùng với mình để mà chăm lo cho mình những cái lúc đó ha. Thì nói chung là sống vợ chồng thì nhờ cái lúc khi bệnh hoạn mình chăm sóc với nhau vậy đó. Dạ. Chứ mình mạnh giỏi hết thì đâu ai cần tới ai. Đúng rồi. Con người mà dạ, sinh lão bệnh tử ai cũng phải trải qua những cái đó mà. À, tất nhiên thì khỏe mạnh thì nó cũng một cái thời điểm nào đó thôi, chứ con người sẽ cũng sẽ có lúc đau, lúc ốm, rồi lúc bệnh tật. Phải ta mạnh hết thì nói chung thì không có ai mà để đi tìm vậy đâu. Dạ. Mình ai nay cũng sống phải không? Dạ. Đó đó quý vị, thì Thành Nguyên cũng rất là mong khi các cô chú các anh chị khi xem những cái video mà của các anh các chị tới với chương trình của Thành Nguyên thì thay vì chỉ trích và trách móc thì chúng ta hãy dành những lời chúc phúc cho các anh các chị nha quý vị. Vâng, thì những gì mà cần hỏi thì em cũng đã hỏi chị Hoa rồi, và chị Hoa cũng đã chia sẻ đây thì quý vị cũng đã nghe. Còn bây giờ thì Thành Nguyên cũng xin tạm dừng video tại đây, và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành dõi theo cùng Thành Nguyên từ đầu chương trình tới bây giờ. Cũng như thường lệ thì quý vị khi xem video đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thành Nguyên nha quý vị. Rồi, ok chị Hoa ha, để có gì thì dạ, em sẽ cho chị hay. Dạ.